không phải chỉ là việc chúng ta tuyên truyền, phải không phải là việc chúng ta chỉ chăm chăm đi nhặt rác, tham gia các chương trình tình nguyện. Bạn có biết rằng khi chúng ta tham gia các chương trình tình nguyện, về hình thức nó là một điều rất là tốt để là tuyên truyền cho mọi người là bảo vệ môi trường như thế nào, bảo vệ môi trường ra sao. Nhưng bên trong của nó, về hình thức thì chúng ta dễ dàng nhìn thấy được các tình nguyện viên được phục vụ thức ăn bởi các hộp ni lông, bởi các hộp xốp, các hộp ni lông, các muỗng nhựa. Vậy những hình thức chúng ta để bảo vệ môi trường không phải là chúng ta chỉ chăm chăm đi nhặt rác, không phải tham gia các hoạt động như thế nào như thế kia, mà điều đầu tiên là chúng ta cần phải tìm ra ngọn nguồn sinh ra rác thải. Trái đất của chúng ta đang dần dần bị hủy hoại hàng ngày, chúng ta không thể nào đứng yên được. Những cái bé bắt đầu từ những cái nhỏ lớn, hôm nay chúng ta hành động một ít, hôm ngày mai chúng ta hành động một ít một, vậy dần dần nó sẽ được tích góp dần nhiều hơn. Đời thay đổi khi chúng ta đổi thay, và những hành động bắt đầu từ những suy nghĩ, và chúng khi chúng ta suy nghĩ được rồi và chúng ta nhìn nhận được vấn đề, thì việc bỏ rác đúng nơi quy định hay là bỏ rác sai nơi quy định thì chỉ hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta. Chúng ta ở đây hiện nay chung tay bảo vệ môi trường nhất có thể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.